Vợ bên chồng đánh luôn công an vô tù 7 tháng Trộm xe tải ở đồn công an Công an điều tra văn bản giả mạo việc đón công dân từ thành phố Hồ Chí Minh về quê Bắt nhóm đối tượng tấn công cướp tài sản của người dân trong đêm Nhiều tài khoản Facebook tại Việt Nam bị khóa vì chia sẻ clip khiêu dâm Tài xế lao xe tải chở 6.000 gói thuốc lá lậu xuống kênh để thoát thân Sau đây mời quý vị cùng đến với những tin nóng đã diễn ra trong những giờ qua vợ bên chồng đánh luôn công an vô tù 7 tháng Mới đây, Tòa án Nhân dân huyện Phú Tân, An Giang đã tuyên phạt 7 tháng tù đối với bị cáo Trần Thị Tuyền, 42 tuổi, ngụ xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang về tội chống người thi hành công vụ liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước đó khoảng 16 giờ 5 phút ngày 3 tháng 8, Tổ tuần tra kiểm soát cụm số 4 huyện Phú Tân đang trên đường tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm theo chỉ thị 16 trên tuyến tỉnh lộ 951. Phát hiện ông Nguyễn Phú Cường, 50 tuổi, ngụ xã Hòa Lạc, chạy xe máy hướng Hòa Lạc, Phú Hiệp nên Tổ tuần tra yêu cầu dừng phương tiện tại đây ông cường trình bày do ở nhà buồn nên đến nhà thằng em chơi nên tổ tuần tra tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm về hành vi ra đường khi không thật sự cần thiết lúc này vợ của ông cường là bà trần thị tuyền đi đến nơi lực lượng công an đang lập biên bản dùng lời lẽ thô tục để chửi tổ tuần tra mặc dù được lực lượng chức năng giải thích nhưng bà tuyền vẫn tiếp tục có những lời lẽ thô tục tổ công tác yêu cầu cưỡng chế đưa bà tuyền về trụ sở công an xã làm việc thì bà tuyền xông đến đánh một công an viên nên tổ tuần tra khống chế bà tuyền đưa về trụ sở công an Tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thuyền 7 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Trộm xe tải ở đồn công an Đây là đối tượng Cường, 29 tuổi, quê ở Trấn Yên, bị công an huyện Văn Trấn khởi tố tạm giam vào ngày 15 tháng 8 để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo cơ quan công an, Cường được thuê lái xe tải loại 7 tấn, sáng 12 tháng 8, anh ta điều khiển phương tiện trên địa bàn huyện Văn Chấn nhưng bị cảnh sát giao thông dừng xe vì chạy tốc độ 60 km/h thay vì 50 km/h như quy định. Cường không có giấy phép lái xe nên bị tổ công tác lập biên bản, tạm giữ phương tiện 7 ngày. Chiều hôm đó anh ta lẻn vào trạm cảnh sát giao thông trộm lại chiếc xe tải. Cảnh sát phát hiện bắt được Cường sau khoảng 20 km truy đuổi. Việc cường đâm đổ cây cảnh và làm hỏng cổng của trạm cảnh sát giao thông khi bỏ chạy, thiệt hại về tài sản đang được xác định. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý tiếp theo. Công an điều tra văn bản giả mạo việc đón công dân từ thành phố Hồ Chí Minh về quê. Thưa quý vị về thông tin có văn bản việc đón công dân từ thành phố Hồ Chí Minh về quê, mới đây tỉnh Bình Định khẳng định hiện tỉnh có chủ trương đón người dân bị ảnh hưởng Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh về bằng máy bay chứ không phải đón bằng ô tô. Vào chiều qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã yêu cầu công an tỉnh Bình Định phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật giả mạo văn bản của cơ quan nhà nước theo quy định. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ngày 11 tháng 8, tỉnh này có ban hành công văn về việc đề nghị tiếp tục phối hợp trong công tác đưa người dân Bình Định tại thành phố Hồ Chí Minh trở về tỉnh. Cụ thể tỉnh Bình Định dự kiến tổ chức tiếp 5 chuyến bay đưa miễn phí đón người dân Bình Định có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có nhu cầu trở về tỉnh từ thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 15 tháng 8, tỉnh không tổ chức đưa đón người dân bằng xe ô tô. Tuy nhiên trong những ngày qua trên mạng xã hội và theo thông tin từ bà con trong thành phố Hồ Chí Minh phản ánh thì đã có văn bản giả mạo công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. Theo đó văn bản giả mạo có đoạn ghi tỉnh tổ chức tiếp 50 chuyến xe miễn phí đưa người dân Bình Định đang làm ăn sinh sống học tập có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có nhu cầu trở về tỉnh, cụ thể mỗi chuyến khoảng 20 người. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định khẳng định đây là hành vi vi phạm pháp luật, giả mạo văn bản của cơ quan nhà nước. Ông Nguyễn Phi Long giao Sở Thông tin và Truyền thông thông báo rộng rãi về nội dung công văn ngày 11 tháng 8 của Ủy ban nhân dân tỉnh, kế hoạch của tỉnh đón người dân Bình Định tại thành phố Hồ Chí Minh trở về quê. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đề nghị công an tỉnh phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, giả mạo văn bản của cơ quan nhà nước theo quy định. Đồng thời đề nghị Hội đồng Hương Bình Định tại thành phố Hồ Chí Minh phổ biến thông tin rộng rãi nội dung trên công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định để bà con yên tâm đăng ký trở về tỉnh tránh bị lừa đảo. Vào chiều cùng ngày, chuyến bay chở theo 196 hành khách là công dân Bình Định về từ thành phố Hồ Chí Minh đã hạ cánh xuống cảng hàng không Phú Cát an toàn. Đây là chuyến bay miễn phí thứ 6 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức, đưa người dân tỉnh này đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh trở về quê. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý khác. Bắt nhóm đối tượng tấn công cướp tài sản của người dân trong đêm. Thưa quý vị, theo thông tin chúng tôi mới nhận được từ công an Hà Nội cho biết, công an quận Hoàng Mai đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trong số này các đối tượng gồm Hoàng Văn Phú sinh năm 2000, trú tại huyện Bình Gia, Lạng Sơn, Lê Huy Cường sinh năm 1998, trú tại huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa, Nguyễn Bá Đông sinh năm 2006, trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, Trần Hoàng Dương sinh năm 2006, trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, Nguyễn Văn Tuyền sinh năm 1998, trú tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh, Hoàng Anh Dũng sinh năm 1987, trú tại huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang và Nguyễn Ba Dũng sinh năm 2007, trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, bị tạm giữ để điều tra về hành vi cấp tài sản. Trong khi đó, đối tượng Chu Sĩ Hào sinh năm 1994, bị tạm giữ để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo tài liệu của cơ quan chức năng, trước đó vào ngày 10 tháng 8, Công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai nhận được đơn trình báo của anh VZL, sinh năm 1985, trú tại quận Hoàng Mai về việc anh này bị một nhóm thanh niên tấn công, cướp xe máy và tiền tại khu vực cổng công viên Linh Đàm. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội và Công an phường Đại Kim khẩn trương điều tra truy bắt các đối tượng gây án. Đến chiều ngày 12 tháng 8, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi cấp tài sản. Qua đấu tranh khai thác, Công an quận Hoàng Mai đã làm rõ thêm một đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là Chu Sĩ Hào. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Mở rộng điều tra, Công an quận Hoàng Mai còn làm rõ nhóm đối tượng trên đã thực hiện 3 vụ trộm cắp khác trên địa bàn. Hiện Công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra, xử lý nhóm đối tượng theo quy định. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Nhiều tài khoản Facebook tại Việt Nam bị khóa vì chia sẻ clip khiêu dâm. Thưa quý vị, vào khuya ngày 17 tháng 8, hàng ngàn tài khoản Facebook Việt Nam bỗng dưng bị khóa, lý do được Facebook gửi đến người dùng là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của nền tảng này. Chúng tôi đã tạm ngưng tài khoản của bạn, tài khoản của bạn hoặc hoạt động trên đó vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ẩn tài khoản của bạn với mọi người trên Facebook và bạn cũng không thể sử dụng tài khoản của mình. Thông báo của Facebook gửi đến người dùng bị khóa tài khoản chỉ trong khoảng 2 giờ đồng hồ, nhóm của tôi đã tiếp nhận hơn 100 yêu cầu hỗ trợ vì bị Facebook khóa tài khoản. Tất cả tài khoản bị khóa đều đã chia sẻ clip đồi trụy của trẻ vị thành niên qua Facebook và Messenger trong vài ngày trở lại đây. Ông Võ Nhật, người chuyên hỗ trợ các dịch vụ Facebook trả lời, theo một số người dùng tài khoản của họ bị Facebook khóa vào khoảng 23 giờ ngày 17 tháng 8. Phần lớn người dùng có hành vi gửi hoặc chuyển tiếp video đồi trụy đều bị Facebook gửi thông báo khóa tài khoản. Chỉ có một số ít may mắn chỉ bị khóa tính năng nhắn tin, đăng bài, bình luận trong vòng từ 3 đến 7 ngày. Theo ông Nhật, trước đây Facebook cũng từng quét các trường hợp lan truyền clip đổi trụy, nhưng không nhiều như lần này. Ông Nhật cho rằng vì clip bị phát tán lần này là của trẻ vị thành niên nên phía Facebook xử lý nghiêm. Tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook cấm lan truyền hình ảnh khỏa thân người lớn và hoạt động tình dục theo Điều 14 mục 3. Ngoài ra, Facebook cũng đặc biệt nhấn mạnh việc bảo vệ trẻ vị thành niên tại Điều 26 mục 6 trong Bộ Tiêu chuẩn cộng đồng trên nền tảng này. Với những tài khoản bị khóa, Facebook cho người dùng 30 ngày để gửi kháng nghị. Nếu trong 30 ngày người dùng không có phản hồi, thì mạng xã hội này sẽ xóa tài khoản. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Tài xế lao xe tải chở 6.000 gói thuốc lá lậu xuống kênh để thoát thân. Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, vào khoảng 2 giờ 5 phút ngày 18 tháng 8, trên đường tuần tra kiểm soát chống buôn lậu, khi đến đường 30 tháng 4 thuộc ấp Mằng Rò, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tổ công tác liên ngành chống buôn lậu của tỉnh phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 67C10061 đang lưu thông có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Phát hiện tổ công tác đối tượng liền tăng ga bỏ chạy, bị truy đuổi và thấy không thể tẩu thoát, lợi dụng lúc đêm tối, đối tượng đã lao xe xuống bờ kênh để thoát thân. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện xe chở gần 6.000 gói thuốc lá hiệu Hero và Jet. Tăng vật được giao cho công an huyện Tịnh Biên để tiếp tục điều tra, đồng thời truy bắt đối tượng liên quan. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp.